Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc chiến giành độc lập, thống nhất đất nước, hàng trăm nữ anh hùng biệt động Sài Gòn đã ngã xuống. Nhiều đồng chí đã để lại một phần xương máu trong quá trình hoạt động cách mạng. Một trong số đó là nữ anh hùng Nguyễn Thị Mai với biệt danh Con Thoi Sắt. Bà Nguyễn Thị Mai là một trong những nhân vật điển hình trong trang sử nữ biệt động Sài Gòn. Video ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng chúng tôi ngược dòng thời gian, quay trở lại những năm tháng hoạt động cách mạng đầy cam go của Con Thoi Sắt Nguyễn Thị Mai. Năm 1965, khi chiến tranh miền Nam đang ngày càng trở nên ác liệt, lãnh đạo biệt động Sài Gòn ra định lệnh cho các cơ sở địa phương bố trí thêm người. Đơn vị biệt động 90C cử người về tận Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam để tuyển quân. Trong lần ấy, Nguyễn Thị Mai khi ấy 22 tuổi đang làm giao liên đắc lực cho huyện đội Đại Lộc đã lọt vào tầm ngắm của đội biệt động 90C. Khi ấy, chiến sĩ Nguyễn Thị Mai đang làm giao liên. Trước lời kêu gọi thiêng liêng của tổ chức, người nữ chiến sĩ ấy đã tức tốc lên đường, chẳng kịp chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Mai chỉ ghé qua nhà vài phút để từ biệt mẹ già. Khi đi, mẹ cô nhắn nhủ: "Lần này vào Sài Gòn, má con mình ít có dịp gặp lại. Nghe má dặn đây, có bị lộ, bị bắt thì dù thế nào đi nữa cũng phải chịu đựng, không được phản lại tổ chức, phản lại đồng đội nghe con." Lời dặn của mẹ cô ghi khắc và coi là kim chỉ nam trong suốt quãng đời hoạt động cách mạng của mình. Lênh đênh gần chục ngày trên biển, con tàu đưa Mai vào đến Sài Gòn. Bữa cơm đầu tiên của cô giao liên quanh năm chân đất là cơm trắng, cải chua và mắm cái. Trước giờ Mai chỉ biết khoai lang, khoai mì, hột mít luộc. Lần đầu tiên trong đời Mai có một bữa ăn ngon đến thế. Hôm sau, có người mang đến đôi dép để Mai tập dùng. Đêm đến, đèn đường Sài Gòn sáng trưng, Mai khờ đến độ phải thắc mắc. Không biết đèn thắp bằng dầu gì mà sáng quá. Cùng ngày, các cô chú bảo Mai chuẩn bị đồ đạc, sẽ có người đến chở đi nhận công tác. Chở Mai đi trên chiếc xe gắn máy là một người đàn ông, dáng gầy và vui tính. Xuất phát từ xóm lao động nghèo chợ Vườn Chuối qua chợ Bình Thới. Đến nơi, Mai xuống xe mới phát hiện chiếc dép vừa được mang đã rời khỏi chân lúc nào chẳng biết. Mai được huấn luyện tại Bình Thới trước khi nhận công tác. Sau khóa huấn luyện, cô được cử về công tác tại đơn vị biệt động 90C với nhiệm vụ liên lạc vận chuyển vũ khí, tài liệu từ căn cứ vào Sài Gòn. Ngay khi được giao nhiệm vụ, Mai bắt đầu xây dựng cơ sở bí mật và liên lạc với nhiều cơ sở hoạt động cách mạng ở Hóc Môn, Củ Chi, Đức Hòa. Mỗi sáng sớm, Mai lên chợ Củ Chi để gặp người áo đỏ theo căn dặn của chỉ huy. Chỉ cần có người mặc áo đỏ, đưa gì thì mang về cái đó. Ban đầu bản thân Mai chỉ biết làm theo lệnh, không biết người đưa đồ cho mình là ai, trong đó có thứ gì. Những lần sau đó, khi đã thạo việc, người trong đơn vị mới bật mí đó là tài liệu mật của biệt động Sài Gòn gia định. Mất nó có nghĩa là mất tất cả. Từng chuyến xe rau, bên dưới là vũ khí được chuyển từ Hóc Môn, Củ Chi về nội thành nhờ sự khéo léo của Mai. Trước khi bị bắt, Nguyễn Thị Mai nhận nhiệm vụ liên lạc và vận chuyển vũ khí tài liệu từ khu căn cứ về Sài Gòn. Sáng, Mai ở Sài Gòn, trưa đã thấy cô ở Đức Hòa, Long An, chiều lại về Tân Nhật. Mai không di chuyển theo một con đường quen thuộc mà liên tục thay đổi để đánh lạc hướng bọn chúng. Những người trong căn cứ đặt cho Mai biệt hiệu là Con Thoi Sắt. Đầu năm 1965, chiếc xe lam ì ạch chở đầy khách và những giỏ hàng từ chợ Phước Thịnh, Củ Chi chạy đến cầu Sáng thì tốp cảnh sát trong trạm lao ra đứng chắn ngang con đường, chặn chiếc xe lam lại. Tất cả hành khách bị dồn xuống đường, trong đó có Mai. Một nữ kiểm soát giơ cây ba chắc chỉ thẳng vào Mai, yêu cầu đến chốt kiểm soát. Tại đây Mai bị kiểm tra cả người. Trước nguy cơ tập đơn tuyên truyền cất giấu trong người bị phát hiện, Mai đã quyết định hành động. Lấy chúng ra, đưa vào miệng nhai hòng nuốt xuống bụng. Mấy tên cảnh sát lao đến bóp cổ, banh miệng Mai, móc sấp giấy ra. Nhưng lúc này, tất cả đã nhào nát. Lúc bị bắt, trong người Mai có 9 lá thư bí mật của anh em và 30 kíp nổ trong giỏ đựng khổ qua. Cũng kể từ đây, những ngày tháng sống cảnh địa ngục trần gian của nữ giao liên bắt đầu ập đến. Bị giam giữ tại bốt hàng keo, một bốt khét tiếng với những tên đồ tể nhà nghề cùng hình thức tra tấn man dợ, nữ giao liên Nguyễn Thị Mai đã trải qua hầu hết các cực hình tàn khốc nhất mà chính quyền Sài Gòn không từ mọi thủ đoạn tra khảo để moi thông tin. Ngay trong buổi chiều được đưa về hàng keo, chúng đã tra tấn cô với đủ các chiêu trò.
hình thức tra tấn đầu tiên với cô là đánh đập, bẻ xương, răng, đổ nước xà phòng. Bà Mai kể lại. Mày mang tài liệu và kiếp nổ cho ai? Tên cảnh sát hỏi. Tôi đi lạc lên đây, trên đường có người mang vác đồ nặng nên nhờ tôi mang hộ. Họ chưa kịp dặn dò gì hết thì thấy người của các ông nên bỏ chạy. Tôi sợ mất đồ đạc của người ta, phải giữ để hy vọng gặp lại họ mà trả. Nói láo, viên cảnh sát chau mày, vung tay định tát Mai. Xong hắn rút tay lại, hắn nhỏ nhẹ. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Quê quán mày ở đâu, làm nghề gì? Quê tôi ở Đại Lộc, Quảng Nam, sống bụi đời không cha không mẹ. Thế ai đưa mày vô đây? Bạn bè dẫn tôi vô. Ở đâu? Sống lăn lóc ở chợ Cầu Muối. Nó đánh đá hả hê, rồi nó kẹp vào hai bên ngực, hai bên tai tra điện. Mình chết tươi rồi, nó tạt nước cho tỉnh lại, nó tra tiếp. Rồi chúng lấy tăm chống hai mí mắt lên, dùng đèn pha công suất lớn chiếu thẳng vào. Nó nhức nhối như muốn nổ hai con ngươi ra ngoài, đầu óc quay cuồng. Hai bên tai tôi nghe văng vẳng những câu hỏi cung. Vũ khí này mày chuyển đi đâu? Chỉ huy của mày là ai? Đồng đội của mày tên là gì? Đơn vị mày đóng ở đâu? Bà Mai bàng hoàng nhớ lại. Trước sự kiên cường của nữ biệt động Sài Gòn, quyết định dùng đến những tuyệt chiêu tra tấn khét tiếng của bốt hàng keo. Con nhỏ này lì lợm, tra tấn như thế mà cũng không khai tổ chức và cán bộ lãnh đạo. Giờ phải làm thế nào, thưa ngài thiếu tá? Tên cảnh sát thưa với cấp trên. Tên thiếu tá không mở miệng, chỉ toàn ừ với hử. Mai càng căm thù khi trước mặt mình toàn là lũ bán nước hại dân. Trước khi tên thiếu tá quay ra cửa, hắn xoay mạnh mũi giày, bặm chặt môi, ý ra lệnh bằng mọi cách phải moi lấy thông tin. Chúng cho thả dây xuống, Mai nằm trên sàn nhà bất động. Một xô nước xà phòng dội vào người Mai. Phía dưới chân, tên lính cầm sợi dây điện đứng gần, chờ lệnh bật cầu dao. Đóm lửa cầu vồng lóe lên, Mai bất tỉnh. Rồi rắn lươn được điều chuyển đến phòng cực hình, một màn tra tấn bỉ ổi của bọn ác ôn được sắp sẵn để nhắm vào cô gái đang tuổi xuân thì. Bọn chúng cầm con lươn ngoe nguẩy trước mặt Mai rồi giọng an ủi. Em còn trẻ, khai đi, bọn anh cho về lấy chồng, tội gì hủy hoại đời mình cho Việt Cộng. Không moi được gì, chúng bấm đuôi con lươn bắt đầu trò tra tấn man dợ. Cả lũ cười hà hê trước sự quằn quại đau đớn của người con gái, không mảnh vải che thân. Mai cắn răng chịu đựng rồi cô ngất lịm đi. Những lúc đau đớn tột cùng ấy, Mai luôn nhớ lại lời mẹ dặn trước lúc nam tiến, để gắng vượt qua, quyết không khai, quyết không phản bội tổ chức đồng đội. Tức giận, chúng lại tiếp tục màn tra tấn mới với tên gọi đi tàu bay. Bọn giặc cột hai chân Mai treo ngược lên đánh đập khảo cung. Một lúc sau, móc khóa long ra và Mai rơi xuống đập đầu vào nền xi măng bất tỉnh. Tôi bị nứt sọ và để lại di chứng thần kinh thường xuyên bị co giật cho tới bây giờ. Nó bảo đi tàu bay là vậy đó. Bà Mai kể. Một lần nữa phải chào thua nữ Việt Cộng. Bọn chúng lồng lộn như con thú dữ. Một tên lầm bầm. Tao không thua đâu. Rồi bật nắp chai nước, vừa nhìn Mai, vừa uống ừng ực cho hả cơn giận. Hắn vung tay đập vỡ đáy chai ham he. Giờ mày khai không? Không khai, tao sẽ tống cái cổ chai này vào mày. Mai nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, im lặng. Tên ác ôn vung tay tiếp tục màn tra tấn, nhưng vẫn không làm Mai cạy răng nói nửa lời. Không kết được án, chúng phải ghi vào hồ sơ là án mù. Sau những màn đại hình ép cung bất thành, bà được chúng đưa vào bệnh viện Chợ Quán. Vị bác sĩ khám bệnh chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi. Các ông tra tấn thế này thì chúng tôi không có khả năng chữa trị. Rồi họ đưa cô qua bệnh viện Nguyễn Thái Học, nay là bệnh viện Nhân dân Gia Định. Nằm viện cũng không được yên, chúng còng chân Mai vào thành giường. Mai còn được một tên cảnh sát chăm sóc đặc biệt 24/24. Đêm về, đợi tên lính ngủ say, Mai dễ dàng lấy chìa khóa đeo ở lưng quần của hắn, rồi với tay choàng áo kín đôi chân, tay mò mẫm mở còng. Tiếng chiếc còng khua làm hắn trở mình nhưng lại thiếp đi. Mai thở phào, lồm cồm ngồi dậy, giả vờ bưng can nước của một bệnh nhân khác đi nhẹ ra cổng bệnh viện. Đường về cơ sở khá xa, trong túi thì chẳng có tiền. Mai đánh liều gọi xích lô. Bác xích lô gương mặt khắc khổ, cẩn thận đỡ Mai lên xe. Thấy người đạp xe tội nghiệp đi được một đoạn, Mai nói: con nghèo quá, không có tiền trả viện phí. Bệnh đau nặng thế này nhưng con phải trốn viện ra đây.
nếu chú thương tình thì chở con đi một khúc rồi cho xuống, chứ con không lấy đâu ra tiền để trả. Bác Xích Lô nghèo rớt mồng tơi, đưa vạt áo rách tả tơi lên lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Biết hoàn cảnh Mai cũng đáng thương, nhưng không thể chở không công. Ông cho Mai xuống. Mai lại đón một Xích Lô khác về ngã ba ông Tạ, nơi cơ sở của ta đang hoạt động. Thấy Mai trở về với nét mặt hốc hác, không ít người lo lắng nghĩ con Mai dẫn chúng về bắt. Sau khi nghe Mai kể lại sự tình, nếu để Mai ở lại đây chắc chắn bọn chúng sẽ truy lùng, không khéo cả cơ quan đầu não của ta sẽ gặp nguy. Lo lắng thế cũng phải, vì trước đó người của ta phát hiện vài tên chiêu hồi làng vàng ở đầu đường Lê Văn Duyệt. Có lẽ bọn chúng cho người đón lõng để bắt Mai. Ngay lập tức, cơ sở đưa Mai lên Bảy Hiền đón xe về căn cứ ở Củ Chi để vừa công tác vừa điều trị. Về lại căn cứ, Mai bật khóc vì mừng, chẳng thèm nhớ đến những vết thương đang còn hiện hữu. Sau thời gian dưỡng thương, ý chí kiên cường, lòng căm thù giặc trong cô lại càng thêm mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Lúc này, Mai cũng học được thành thạo bắn súng ngắn bằng hai tay và kỹ thuật sử dụng nhiều loại vũ khí khác. Mai tiếp tục được tổ chức phân công về đơn vị biệt động 90C, tiếp tục là nỗi ám ảnh với nhiều sĩ quan, binh lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Thị Mai tiếp tục được tổ chức phân công về đơn vị biệt động 90C, nhập vào tổ chiến đấu với anh Bảy Lùn, anh Võ Chiết. Thời ấy, đường từ Lê Văn Duyệt, chợ ông Tạ đến Bến Thành, không ít người khiếp sợ cái biệt danh ba xe ngựa, một tên chỉ điểm gây không ít tổn thất cho lực lượng cách mạng. Nhiệm vụ cấp bách lúc này được giao cho Mai là tiêu diệt tên chỉ điểm ác ôn này. Sau khi theo dõi hành tung của ba xe ngựa, Mai quyết định hành động. Vào một buổi sáng, chiếc xe gắn máy do Bảy Lùn điều khiển chở Mai dừng ngay trước cửa nhà ba xe ngựa. Bình thản bước đến, Mai cất tiếng gọi. Anh ba ơi, có mấy người khách nè, ra chở đi anh. Tưởng có khách kêu chở đi đâu, ba xe ngựa lật đật chạy ra. Cánh cửa vừa hé, đoàng, một tiếng súng chát chúa vang lên. Ba xe ngựa gục xuống ngay cửa. Khẩu súng trên tay Mai tỏa ra làn khói trắng, kèm theo mùi khét lẹt. Tuy lần ám sát của Mai vẫn không lấy mạng được tên chỉ điểm độc ác ba xe ngựa, nhưng cũng khiến hắn không dám ngựa quen đường cũ, lặng lẽ đưa gia đình lẩn trốn đi nơi khác. Trong giai đoạn này, những chiếc thiết giáp ngày ngày chở lính đi càn lùng sục, bắn phá, tàn sát nhân dân ta ở vùng căn cứ Hóc Môn, Củ Chi, Tây Ninh, Đức Hòa. Chiều tối, đoàn xe lại lũ lượt kéo về bãi hậu cần nằm ở gần khu vực ngã tư Bảy Hiền, Tân Bình. Đội biệt động Sài Gòn quyết định thực hiện mục tiêu tiếp theo, nhắm vào các cỗ xe sắt. Trong vai tình nhân của Bảy Lùn, Mai đã tiếp cận và 4 lần cho bãi xe này ăn lựu đạn. Sau nhiều chiến công lập được, Nguyễn Thị Mai cùng đội biệt động Sài Gòn tham gia vào những trận đánh rực lửa không thể nào quên. Depot xe lửa, nghĩa trang Bến Tre, nhà đèn Thủ Đức, đài radar Phú Lâm là những mục tiêu cần sớm phá tan để mở cửa Chí Hòa, chuẩn bị cho đợt tổng tiến công Xuân Mậu Thân. Đánh depot xe lửa. Tháng 4 năm 1967, Mai nhận nhiệm vụ đánh xưởng depot xe lửa, nơi có 20 đầu máy xe lửa diesel hiện đại nhất của Mỹ mới đưa qua bằng chiến hạn. Theo kế hoạch của chúng, xe lửa này sẽ đưa vũ khí và đội quân tinh nhuệ tiếp viện cho mặt trận miền Trung. Tổ trinh sát đi điều nghiên, tính vị trí cự ly giữa các đầu xe lửa, số lính gác và giờ giấc. Mai cùng đồng chí Nguyễn Thành Quang, tức Chín Quang, thiết kế vũ khí tại nhà anh Hai Dạo ở khu đầm rau muống Hòa Hưng. Tổng cộng 20 khối thuốc nổ, 5kg trên một khối, cài sẵn kíp axit của Ba Lan. 20 khối thuốc nổ chuẩn bị vận chuyển đến căn nhà số 6 trên đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng tháng 8, sát xưởng depo. Căn nhà này đội biệt động F-100 đã mua để phục vụ đánh depo. Đêm ngày 26 tháng 4 năm 1967, thuốc nổ chất lên xe, rau muống chất đầy bên trên ngụy trang. Mai kéo càng, anh Chín Quang đẩy phía sau. Kíp nổ được bỏ trong giỏ lác, Mai vác trên vai. Trái nổ được chuyển hai chuyến đến nơi, gắn kíp xong, đẩy vô cửa hàng rào kẽm gai chờ đến giờ G. Đến 2 giờ sáng, đồng chí Vinh, Thạt, lẻn vào, gắn ở mỗi đầu xe lửa một trái, bấm kíp nổ liên hoàn theo giờ đã tính toán trước. Đúng 4 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 1967, tiếng súng nổ như sấm vang, khói cuộn nghi ngút cả một vòm trời. Kết quả 17 đầu máy xe lửa, 2 xe trục cầu và 2 nhà kho chứa vũ khí lớn đang chờ ngày chuyển ra mặt trận miền Trung đã bị nổ tan tành. Nghĩa trang Bến Tre là nghĩa trang của người dân Bến Tre tại Sài Gòn, nằm trong khu vực Ông Tạ.
Lúc bấy giờ khu vực này khá vắng vẻ, xa xa có vài chợ nhỏ. Cách đó không xa là đầm lầy hoang vu, đó là điều kiện thuận lợi cho cơ sở ta hoạt động. Tại nghĩa trang Bến Tre có nhà chờ, nhà dành cho người đi thăm mộ hoặc đưa đám tang nghỉ chân. Về đêm, đây là địa điểm hoạt động của cách mạng. Bọn chúng theo dõi và phát hiện nhiều cán bộ của ta ra vào nên tăng cường theo dõi. Chẳng lâu sau, nhà chờ này trở thành chốt canh gác của chúng. Nắm được giờ giấc, lịch trình của lính gác, kế hoạch đánh, mục tiêu đánh, Mai báo cáo với cấp trên về kế hoạch đánh nhà chờ. Khi cấp trên đã duyệt phương án của Mai, nhưng Mai cẩn thận hơn, còn thời gian để tìm hiểu thêm. Gần nghĩa trang là nơi cất giấu vũ khí với số lượng lớn, chủ nhà là anh Mười Đạo. Mai đến nhà anh Mười Đạo chuẩn bị thuốc nổ, kíp và tự thiết kế cho phù hợp. Hay tin Mai đánh nghĩa trang Bến Tre một mình, không ít người lo lắng. Nhưng Mai tin là mình sẽ làm được, thắng lớn nữa là khác. Không lo sao được khi thương tích trong người Mai vẫn còn đó. Màn đêm buông xuống, Mai len lỏi qua nhiều ngõ ngách rồi trầm mình dưới đám cỏ lác lầy lội. Chẳng mấy chốc Mai đã có mặt ở mục tiêu cần đánh. Mai ngồi đó trên chiếc ghế đặt tại nhà chờ. Mỗi đầu ghế một trái, định giờ nổ đủ thời gian cho Mai lẩn khuất trong hẻm. Bọn lính gác đâu ngờ rằng chỉ vài giây lơ đễnh, chốt gác đã đổ sập hoàn toàn. Mai đang xách nước rửa chân thì tin từ cơ sở báo về đám lính gác gần 50 tên vừa chết vừa bị thương. Mai tự thưởng cho mình bằng mấy gáo nước mát lạnh. Bánh mì nhân TNT. Nhà đèn Thủ Đức cũng là mục tiêu quan trọng dọn đường chuẩn bị cho đợt tổng tiến công Mậu Thân 1968. 90C giao nhiệm vụ cho tổ trưởng Nguyễn Thị Mai và hai tổ viên đánh nhà đèn càng sớm càng tốt. Bộ đồ nghề của thợ hồ gồm xô, thước, xẻng, bay đã được chuẩn bị từ trước. Hàng rào bên hông nhà đèn lúc chập tối khá vắng, Mai xác định đây sẽ là nơi vào đặt trái an toàn nhất. Mỗi người mang một cái xô đựng 2kg thuốc nổ vào gắn ở các cột đèn lớn quanh nhà đèn. Sau đó hàng loạt tiếng nổ kinh hoàng, điện trên khu vực mất toàn bộ. Lính gác chạy nháo nhào, nhà đèn Thủ Đức phải mất một thời gian dài mới khôi phục được. Trước khi đánh depo xe lửa, nhà đèn Thủ Đức, Mai đã đánh thành công hai tụ điểm thông tin quan trọng của chúng bằng hai ổ bánh mì. Những năm ấy, chính quyền Sài Gòn đặt ở các điểm tập trung, mỗi điểm một truyền hình. Cứ đến 7 giờ tối, chúng cho mở tin tức, xen kẽ phim ảnh cho dân chúng đến xem. Thông tin chính mà chúng muốn tuyên truyền ở đây là các cảnh tra tấn ghê rợn, con người với hình hài quái dị và những lời bình phẩm đầy dẫy sự xuyên tạc, vu khống do chúng viết. Mục đích của chúng là nhắm vào những người dân ít học, lơ mơ trong nhận thức. Mai và cô gái bán vé số, tay cầm ổ bánh mì đến rất sớm tại tụ điểm đặt truyền hình trên đường Nguyễn Thông. Phải tranh thủ sớm trước khi có người dân đến xem truyền hình. Bằng con mắt nhà nghề, vừa đi vừa quan sát, trong tích tắc Mai đã đặt ổ bánh mì nhân thuốc nổ TNT bên dưới truyền hình. Mai nhanh chóng rời tụ điểm, vọt thẳng về khu vực nhà thờ Đức Bà để thanh toán một tụ điểm nữa. Mai tính toán chính xác khoảng cách và thời gian đi để định giờ cả hai cùng nổ một lúc. Nửa giờ sau, radio phát bản tin nóng, giọng cô phát thanh viên lành lót. Hai tụ điểm thông tin quan trọng của chính quyền Sài Gòn trên đường Nguyễn Thông và nhà thờ Đức Bà đã bị nổ tung. Nguyên nhân có thể do Việt Cộng cài bom. Sau đó, chính quyền Sài Gòn đã cùng lắp truyền hình mới, nhưng vì sợ lại nổ nữa nên chẳng ai dám đến coi. Bến xe hậu cần của Mỹ trên đường Nguyễn Thoại, nay là đường Lý Thường Kiệt, cũng đã được Mai ghé thăm 4 lần. Chiều hôm ấy, Mai vào vai người tình của đồng chí Bảy Lùn dạo mấy vòng quanh chợ Tân Bình. Chúng đâu ngờ rằng cặp tình nhân qua lại, đú đờn trông ngứa con mắt đã ném vào trong mấy trái nổ làm thiệt hại lớn về người và vũ khí. Thật là khó tin, những biệt hiệu chim sắt, con thoi sắt lại dành cho người phụ nữ nhỏ nhắn, chân yếu tay mềm. Nhưng biệt hiệu ấy gắn với họ bởi họ là nữ biệt động Sài Gòn với những trận đánh kinh thiên động địa. Mời quý vị tiếp tục theo dõi diễn biến những trận đánh và câu chuyện tình yêu cảm động, đầy xót xa với kết thúc đẹp như một phép nhiệm màu của nữ anh hùng Nguyễn Thị Mai. Thoát vòng vây Tân Tạo. Tháng 8 năm 1968, do di chứng bị tra khảo tái phát làm Mai đau nặng phải nằm viện điều trị. Thời gian này, Nguyễn Thị Mai được tín nhiệm bầu làm đội phó đội 3 thuộc đơn vị 90C. Đang nằm viện, anh trợ lý tên Ngọc mang đến rất nhiều tiền và nói: "Ngày mai,
em đi hành quân, chị ráng điều trị cho mau lành bệnh. Đang trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng, ruột gan Mai cồn cào khi phải nằm một chỗ, Mai nói với trợ lý, chị cũng muốn đi hành quân với em. Được tin báo từ trợ lý của Mai, cụm trưởng Ba Tâm nghĩ bụng, trận tới mà không có Mai thì cam go lắm đây. Làm thế nào khi Mai đang đau đầu nặng? Nhiều lần năn nỉ xin được ra trận, Mai cũng được cụm trưởng Ba Tâm viết thư bảo lãnh, gửi vào bệnh viện cho Mai để được ra ngoài hành quân. Đọc thư, Mai như muốn hết bệnh hết vang, mình được đi chiến đấu rồi. Rời bệnh viện, Mai đi cùng tiểu đoàn 8, sư 9 hành quân từ biên giới Campuchia, đánh vào đài radar Phú Lâm, rồi dọn đường về ngã tư Bảy Hiền theo kế hoạch. Trên đường hành quân, không ít tổ do thiếu kinh nghiệm nên đã bị lọt vào vòng vây Tân Tạo, Bình Chánh, nơi địch chiếm giữ với lực lượng khá dày. Trong một giờ, Mai triển khai cho các tổ tiến hành đào công sự ém quân để bảo toàn lực lượng chờ thời cơ hành động. Mặt khác, tổ còn lại làm nhiệm vụ mở đường cho từng tiểu đội đi qua. Pháo địch dội tứ phía, các tiểu đội không thể hành quân theo đúng kế hoạch. 9 giờ sáng, anh tân binh còn khá trẻ tuổi gì đó xung phong mở đường. Vừa ra, anh đã bị thương ở bụng. Mai quyết định rẽ làn đạn để đến với anh tân binh, xé khăn rằn, quấn ngang hông, cho thuốc cầm máu và đẩy anh tân binh vào miệng hàm ếch của hầm công sự. Mai nằm ở miệng hầm đến 4 giờ chiều cùng ngày. Các chiến sĩ tiểu đoàn 8 hy sinh nhiều. Ngoài kia địch phát hiện hầm công sự của ta và đang tiếp tục mở đợt tấn công. Mai huy động các tiểu đội mang trái nổ đến gài ở miệng hầm để chờ địch tiến vào sẽ cho nổ cả hai bên cùng chết. Ở một hướng khác, hỏa lực của ta cũng đã lên tiếng. Nhờ vậy chúng không dám tấn công. Khi chiếc máy bay chở lính rút khỏi căn cứ vừa cất cánh ở độ cao khoảng 100m, nó còn thả xuống một trái nổ. Cơn mưa ầm ào đổ xuống, tiểu đoàn rút ra Tân Nhật Bình Chánh. Được người dân địa phương chiêu đãi bánh trái, lúc đó mọi người mới biết hôm ấy là ngày mùng 5 tháng 5. Bị bao vây trong mưa đạn trên cánh đồng Tân Tạo, vào sinh ra tử, ngâm mình trong sình lầy nhiều ngày, tưởng chừng đã làm kiệt sức cô giao liên Nguyễn Thị Mai. Nhưng không, Mai vẫn tràn đầy lòng nhiệt huyết chiến đấu, vẫn xung phong dẫn đầu, mở đường cho cánh quân tiến vào thành phố. Với địch, thất thủ trong trận đánh trên cánh đồng Tân Tạo, bọn chúng điên cuồng, điều thêm viện binh với khí giới hiện đại phản công ác liệt, đánh chiếm từng vị trí mà quân ta chiếm đóng được trước đó. Giữa tình thế nguy cấp, bị địch bao vây, phục kích tại ngã tư Bảy Hiền, Mai cùng đồng đội trong đội biệt động thay nhau chăm sóc thương binh, đưa họ xuống hầm trú ẩn an toàn. Thời gian này, nữ biệt động Mai chuyển thành công nhiều xe vũ khí tập kết tại nhà bà Nguyễn Thị Nhị ở Ông Tạ, nhà chị Ba Việt ở ngã ba Cây Quéo và đưa hàng chục chiến sĩ giải phóng đến các cơ sở cách mạng để ẩn náu. Sau đó khá lâu, có tin báo với tổng nha cảnh sát. Con thoi sắt đã chuyển AK số lượng lớn đến cất giấu ở hầm chứa vũ khí nhà Ba Việt. Chưa kịp trở tay, chúng đã bố ráp bắt giam Ba Việt 3 tháng. Không còn cách nào khác, Mai vừa hoạt động vừa làm vú nuôi cho đứa con nhỏ của Ba Việt. Ba Việt ra tù, Mai giao con cho chị và di chuyển về miền Đông. Tuy nhiên, số phận nữ giao liên Nguyễn Thị Mai một lần nữa rơi vào cảnh sống không bằng chết khi bị địch bắt. Tắm xăng. Cuối năm 1968, khi đang làm nhiệm vụ, cô bị một tên chiêu hồi chỉ điểm. Nguyễn Thị Mai về Tam Hiệp, mới đến đoạn giao với xa lộ thì gặp một người phụ nữ quen từ trước. Chị em lâu ngày gặp lại hàn huyên tâm sự. Khi phát hiện ra người này chiêu hồi thì đã muộn. Bọn cảnh sát đến vây bắt, Mai khai mình là người nấu cơm và giữ em tại nhà ông Lê Văn Ba thuộc dãy nhà 5 căn ở Bình Thới. Thế mày đi đâu? Chúng hỏi. Không giấu gì các ông, tôi bỏ nhà đi vì ổng thương tôi nhiều hơn vợ. Ổng giấu bà cho tôi một chỉ vàng. Tôi cất vàng trong vali quần áo. Nghi ngờ ở nhà bà lục và hỏi mày làm gì có vàng. Biết không qua mặt được bà ta, tôi nói thật là ổng cho. Từ đó bà đuổi tôi đi, không cho tôi mang theo quần áo, sống lang thang ở cầu muối. Bây giờ ổng bà ở đâu? Tôi không biết, vì ngay đâu dãy nhà 5 căn đó bị pháo cháy rụi. Đúng là vào đợt 2 Mậu Thân, dãy nhà đã bị thiêu rụi. Bọn chúng thừa biết, không có tin tức gì, kể cả khi lật lại hồ sơ cũ, lời khai của cô gái bụi đời khá trùng khớp. Cảnh sát cho kết thúc hồ sơ, đưa ra tòa công lý và giam Mai ở trại giam Thủ Đức cùng với gái điếm. Một thời gian sau, chúng cho Mai gánh nước, nấu ăn cho nữ tù. Đó là cơ hội để Mai tiếp tục hoạt động.
Năm 1969, Mai vinh dự được mời dự Đại hội Chiến sĩ thi đua miền và được bà Nguyễn Thị Định tặng khẩu súng K54. Cũng trong năm này, sau khi kết thúc khóa học quân sự ở R, Mai xuống Sài Gòn thì lại bị bắt. Lần đó, nữ biệt độc Nguyễn Thị Mai đưa tân binh về căn cứ thì bị người cùng chi bộ là trung đoàn trưởng chiêu hồi chỉ điểm. Chúng đưa Mai về quận 3 lấy lời khai. Không lấy được gì, chúng tra khảo Mai ở ti cảnh sát. Chưa đủ, lại đưa về tổng nha. Chúng bắt Mai đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng vào đèn xe hơi. Chịu không thấu, nước mắt chảy ròng. Chúng bắt Mai đứng dậy tiếp tục pha đèn hàng giờ. Thằng tra khảo hét thất thanh: "Mày chỉ cơ sở và lãnh đạo của mày, tao sẽ khoan hồng." Thấy chẳng lay chuyển được người con gái kiên cường, cuối cùng chúng để Mai ngồi lên ghế còng tay, xải hai chân ra và cuốn rẻ tẩm xăng vào chân để đốt. Chỉ hai can loại 10 lít đặt gần đó mà tên cảnh sát hầm hầm gằn giọng: "Nếu không khai, tao tưới xăng, mày sẽ cháy thành tro." Ngọn lửa dưới chân Mai đang bốc cháy dữ dội. Mai giả vờ yếu ớt: "Ông mở còng đi, tôi sẽ khai ngay." Hắn cười khoái trá bước đến mở. Nhanh như cắt, Mai đưa chân phải chích vào chân trái cho lửa cháy to hơn và đứng dậy bê can xăng. Hai mắt mở to, can đảm nhìn thẳng vào mặt hắn, mở nắp cho ngã đổ tràn lan. Can còn lại Mai tưới lên người mình để cả hai cùng chết cháy. Đâu ngờ đó lại là hai can nước lạnh chúng mang ra để dọa Mai. Mai bị một trận đòn chí tử trước khi về lại trại giam Thủ Đức. Hai chân Mai bị bỏng nặng, lột da và lòi xương. Một lần nữa, ý chí sắt đá và sự khéo léo của Mai đã buộc chúng phải kết thúc hồ sơ tại Bộ Tổng Tham mưu với án mù. Vẫn với cái án mù, bà bị ra một thời gian rồi ra tù, tiếp tục trở lại chiến đấu. Cả ba lần bị địch bắt giam, Mai bị địch tra tấn hết sức dã man, tàn khốc, nhưng đều không thể kết án. Mai không chỉ chiến thắng kẻ thù bằng ý chí, bằng tinh thần bất khuất, hy sinh, mà chiến thắng bằng sự thông minh, khôn khéo, ứng phó tài tình. Sống qua những ngày khói lửa, nhưng con thoi sắt Nguyễn Thị Mai cũng mong muốn cuộc sống đời thường với ước mơ khao khát cháy bỏng có một gia đình, được làm vợ, làm mẹ như bao người con gái khác, và con đường đến với hạnh phúc của nữ biệt động Sài Gòn như một câu chuyện cổ tích bình dị. Trở về sau lần bị bắt thứ nhất, với những vết thương trên cơ thể và chứng co giật thần kinh luôn hành hạ vì những màn tra tấn bỉ ổi của kẻ địch, nữ biệt động Nguyễn Thị Mai tưởng rằng ước mơ làm vợ làm mẹ của mình đã khép lại. Nhưng tình yêu kỳ diệu và cháy bỏng của chàng chiến sĩ biệt động cùng đơn vị có tên Mười Kiều, tức Huỳnh Kiều, vì quá khâm phục cô đồng đội trung hậu bất khuất đã thương thầm nhớ trộm. Cảm tình giữa nữ giao liên và chàng lính biệt động ngày càng lớn dần theo thời gian. Dù chưa một lần thổ lộ, nhưng cả hai đều hiểu họ cần nhau qua ánh mắt. Trong một chuyến giao liên, Mười Kiều đã lấy hết can đảm thổ lộ: "Mai này, tôi ưng Mai, tôi muốn lấy Mai làm vợ, Mai có chịu không?" Tỏ tình thời chiến của lính biệt động chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng cũng đủ để cả hai hiểu được họ không thể sống thiếu nhau. Thế nhưng, tai họa lại tiếp tục giáng xuống cô nữ giao liên Nguyễn Thị Mai. Trong một lần đi làm nhiệm vụ giao liên vào thành, Mai bị địch bắt trở lại đưa về biệt khu thủ đô. Tại đây, nữ biệt động tiếp tục hứng chịu những đòn tra tấn tàn bạo của kẻ thù. Không thấy Mai trở lại, đơn vị lo lắng, đoán chắc Mai đã rơi vào tay địch. Mười Kiều là người lo lắng nhất, anh thấp thỏm, trông ngóng ngày đêm, nhưng chỉ im lặng và chờ đợi. Đối với Mười Kiều, những ngày này trôi qua rất nặng nề, ảm đạm. Khoảng 3 tháng sau, Mai trở về và xuất hiện trước mắt Mười Kiều. Chàng lính biệt động lúc này như chết đứng khi nhìn thấy hình hài của Mai rũ rượi, trên người chi chít vết thương. Tình yêu giữa Mười Kiều và Mai càng đằm thắm hơn khi nữ giao liên vừa trải qua những ngày thập tử nhất sinh. Những đòn tra tấn bẩn thỉu bỉ ổi của địch được Mai tâm sự với Mười Kiều. Mai tưởng rằng khi sự thật được phơi bày, Mười Kiều sẽ chối bỏ tình cảm. Nhưng Mười Kiều càng thêm đồng cảm, chia sẻ và yêu thương Mai gấp bội. Tình yêu của hai người lính biệt động thật đơn giản nhưng bền vững, cũng như cái cách mà họ đã tin tưởng vào cách mạng, tin tưởng vào ngày chiến thắng để đeo đuổi đến cùng sự nghiệp đấu tranh giành lại hòa bình cho đất nước. Năm 1971, cơ quan có quyết định tổ chức đám cưới cho hai chiến sĩ biệt động Mười Kiều, Nguyễn Thị Mai. Tuy nhiên, mọi người chưa kịp chúc phúc thì Mai lại bị bắt ít hôm. Kế hoạch cưới phải hoãn lại.
Không ít người bảo chuyện đám cưới là chuyện trong mơ hồ, bởi hồ sơ của Mai chất thành đống cao ở bộ tổng tham mưu. Nhưng không, cái ngày hạnh phúc mỉm cười với nữ biệt động kiên cường cũng đã đến. Chiến tranh có muôn vàn mất mát, đau thương, nhưng cũng có vô số điều kỳ diệu thiêng liêng. Ông ấy đã ngỏ lời cầu hôn thật giản dị. Tôi ưng Mai có chịu tôi không? Tôi nghe vậy, nghĩ đến bản thân mình thấy buồn buồn mới nói. Anh biết tôi bị gì rồi mà. Mười Kiều báo cáo đơn vị. Lãnh đạo bắt ông phải viết giấy cam kết dù bất cứ giá nào cũng không được bỏ Mai. Mười Kiều ưng thuận và tuyên bố chắc ăn như bắp. Tôi chấp nhận lấy Mai dù biết Mai là thương binh, không có con cái được và cả bệnh thần kinh của Mai nữa. Và năm 1973, đơn vị đứng ra tổ chức đám cưới cho Mai và Kiều. Anh Mười Phương lúc đó là trưởng ban cán bộ ở căn cứ, làm công tác tư tưởng mấy ngày liền. Mày có thương Mai thật lòng không? Dạ có, Mười Kiều trả lời. Mày có xác định kỹ khi lấy một thương binh không có khả năng sinh đẻ không? Anh Mười Phương lặp đi lặp lại nhiều lần câu hỏi như thế. Trước tập thể, Mười Kiều nói như lời tuyên thệ trước lúc ra trận. Tôi yêu cô ấy, tôi chấp nhận lấy Mai dù biết cô ấy đã mất đi nhiều thứ, trong đó có bản năng làm mẹ. Tròn một năm sau ngày cưới, điều kỳ diệu đã xảy ra. Mai đã có thai và sinh con trai đầu lòng nặng hơn 1,7 kg trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình, đồng đội. Sau khi cưới xong, Mười Kiều phải đi công tác biển biệt ở tận Hồng Ngự, Đồng Tháp nên Mai phải vượt cạn một mình. Hay tin vợ sinh con, anh cũng nhảy cẫng lên, ca hát nghêu ngao suốt ngày. Tin Mai có con lăn nhanh từ căn cứ về cơ sở Sài Gòn. Mọi người cho rằng với Mai đã chịu nhiều đau khổ, hy sinh và mất mát, niềm vui được làm mẹ là phép nhiệm màu. Lúc bấy giờ trên khu căn cứ ăn uống kham khổ, anh em đồng đội mỗi người cho ít gạo rồi lấy nước cơm pha đường cho thằng nhỏ uống, chứ ăn uống thiếu thốn nên tôi không có lấy một giọt sữa. Cậu bé ấy đã lớn lên bằng sự đùm bọc, chở che của biết bao đồng đội, đồng chí của bà trong mưa bom bão đạn. Có lẽ số phận đã đền đáp những hy sinh, mất mát quá lớn của bà khi mối tình đẹp đẽ, thanh cao giữa hai chiến sĩ biệt động lại đâm hoa kết trái một lần nữa bằng cậu con trai út kháu khỉnh ngay sau khi hòa bình lập lại vào năm 1975. Sau giải phóng, cấp bậc chuẩn úy, bà Mai được biệt phái về nhà máy thuốc lá để huấn luyện công nhân tự vệ. Năm 1979, di chứng đòn tra khảo năm nào hành hạ nên bà xin nghỉ mất sức. Trở về với cuộc sống gia đình, công việc chính của nữ biệt động Nguyễn Thị Mai là gói bánh ú bánh sò và đội đi bán ở các con đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều lúc di chứng thần kinh không ngớt hành hạ nhưng nữ biệt động ngày nào vẫn cố gắng gắng gượng để mưu sinh. Với tinh thần của người lính đã từng kinh qua muôn vàn khó khăn thử thách trong mưa bom bão đạn, nữ biệt động Nguyễn Thị Mai đã vượt qua được tất cả. Sau hơn 40 năm giải phóng đất nước, được gặp huyền thoại của biệt động Sài Gòn năm xưa, chúng tôi không khỏi cảm phục trước sự kiên cường, anh dũng và bất khuất của bà. Đồng thời xúc động trước mối tình kỳ diệu của lính biệt động. Chúng tôi không ngờ rằng người phụ nữ đang ngồi trò chuyện trước mặt mình đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió và cùng với đó là vô vàn đòn tra tấn của kẻ thù, dã man, vượt qua biết bao nhiêu thử thách để đi tìm được hạnh phúc, đi tìm tình yêu cho chính mình.